nay ngày lành tháng tốt được sự cho phép của Đảng ủy, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Sơn, cấp ủy, ban vận động xây dựng làng văn hóa Cẩm Hoàn cùng ban kiến thiết xây dựng đình làng Cẩm Hoàn tổ chức năm lễ động thổ xây dựng ngôi đình làng. Đây là gì? Một sự kiện lịch sử trọng đại của làng văn hóa Cẩm Hoàn. Đã đến giờ xin kính mời các quý thầy lên khoa lễ. Tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy trụ trì bản tự chùa Cẩm Hoàn, kính thưa các ban ngành đoàn thể của thôn Cẩm Hoàn cũng như hai giới các cụ và toàn thể bà con nhân dân, hôm nay thể theo nguyện vọng của các cụ bên đình cũng như là bà con nhân dân, các con em xa gần được sự tạo điều kiện giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể xã Thanh Sơn và sự đồng thuận của các ban ngành đoàn thể thôn Cẩm Hoàn đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân cũng như hai giới các cụ tu sửa kiến tạo xây dựng lại ngôi đình để thờ Đức Thành Hoàng Nàng cũng như các vị có công với dân làng đất nước. Thế thì hôm nay các cụ cũng như toàn thể nhân dân các ban ngành đoàn thể chọn ngày lành tháng tốt giờ phút này thiết lễ để mời chư tôn đức tăng ni cũng như quý đạo hữu Phật tử cùng với các ban ngành đoàn thể nhân dân để cáo yết Phật Thánh, chư vị tôn thần bản thổ Thành Hoàng cũng như các hương linh, tướng lĩnh, anh hùng liệt sĩ để xin phép hưng công động thổ tu sửa xây dựng ngôi đình làng để đưa vào tôn chí thờ phụng cầu nguyện cho ông siêu dương khánh quốc thái dân an. Với cái lý do đó, giờ phút này đã đến giờ để lên khóa tế tâm linh để cung thỉnh chư tôn đức như bà con nhân dân, các cụ và các Phật tử trang nghiêm giữ gìn trật tự. Các quý thầy xin phép bắt đầu vào làm khóa tế tâm linh để cầu nguyện cho công việc công trình của chúng ta được thuận lợi hanh thông, bà con đoàn kết đóng bè tổng phúc để xây dựng ngôi đình uy nghi và tráng lệ, tôn chí thờ phụng được thập phần viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đến nghe Phật thánh cập chư vị tôn thần ngũ bái. Bye.
thiện kinh nhật kinh thầy. Ân thần phong thịnh Phật Na Pháp tăng tam bảo thiên địa thủy bản linh lượng Phật thanh khí tử thi thất thủy thần ý ra mức cung bằng thập phương tam bảo chư Phật thế tôn hộ pháp công thiên. Tuân tuân phụng như lai thần, tuân phụng đức Thích Ca như lai di giao đệ tử thần thành hoàng thành cùng kẻ thù khấu thù bánh vai chân từ đại bi tín chủ các ban ngành đoàn thể nhân dân con em xa gần tuyên đọc trình tâu sơ văn ni phục di. Tâm chi cầu nguyện tai hương hạt ách băng thanh lục dĩ giải trừ nhất niệm chí thành thập phương cảm cách viên hữu vị Việt Nam Ma Quốc Hải Phòng thành nhà phố Kiến Thủy huyện Na Thanh Sơn Na xã Cẩm Hoàn Na thôn Ni Vu tài mặt bằng khởi công động thổ xây dựng đình làng Cẩm Hoàn Nàng Thượng Phụng Phật Thích Cung Giảng Hạ Thiên Năm Tân Xỉu Thiên Lễ Hương Công Đồng Thổ Xây Cất Đình Nàng Cầu Nguyện Giải Hạn Tông Cách Trừ Tai Tại Cầu Bản Thổ Yên Ấm Bình An Khang Thái Hương Long Thịnh Vượng Âm siêu dương khánh bản hạt dân cư các gia đình nhân dân con em xa gần bình an khang thái khỏe mạnh nhân dân đoàn kết ấm lo hạnh phúc độc tài vượng thiên công danh thành đạt thương mại hành thông mùa màng tốt tươi sở cầu tất tông sở nguyện tòng tâm duyên sinh trường thọ sự kim ba kim thần đại diện các ban ngành đoàn thể thôn cẩm ba hoàn cẩm ba nhân dân các gia đình nhà con em xa gần tín chủ trường đỗ văn sau cùng toàn thể nhân dân bách gia trong họ các gia đình các con em xa gần các nhà mạnh thường quân các tín chủ phát tâm đóng bè tập phúc xây dựng công đức đình làng thôn cẩm hoàn cẩm ba thập phương xa gần tức nhật ngưỡng cạn ngọc bé phù giáng hoàng tâm ngôn niệm thần rằng sinh cư dưỡng tế do hệ thiên cung hạ cản khôn phù tái chiến cảm phật thánh khuôn phù chi đức tư phụng đảnh tiết tiết lễ cầu an tài nhất thiết chi tay hướng cầu vàng ban chi các cánh do thị kim nguyệt các nhà tu khiết kim ngân gương hoa đế vật tình cũng phú trần cù hữu sớ văn kiệt thân thường tâu cùng cùng duy nam mô vô đường thường chủ tam bảo kim liên tỏa hạ Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Đâu Ni Quang Vương Phật Tiên Tòa Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Hồng Niên Tòa Tam Giới Thiên Chúa Chúa Phủ Vạn Linh Công Đồng Thanh Đế Ngọc Bệ Tam Tòa Vương Mẫu Ngũ Vị Hoàng Thái Tử Vương Quan Khâm Sai Công Chúa Công Quyết
bản thổ thanh hoàng chúa giả bản thổ đại vương chư vị thanh hoàng bà tôn thần chư vị thần quan thần linh chúa sứ bản sứ thổ công bản gia chúa đất táo phủ thần quân ngũ phương nông mạch tiền hậu địa chủ tiếp dân tài thần vị tiền cập chư vị hương linh chư vị anh linh chư vị vong linh hữu danh vô vị hữu vị vô danh vị tiền phục nguyện đức đại công phù ân văn tế độ giáo phúc lưu an trừ tai xá quá tỷ thần tặng gia môn anh thái bản bệnh bình an tam tai bát nạn sự vô xâm phạm chi ngô bánh phúc thiên đường ngưỡng thọ khang chi khanh nhất tiết sơ cầu vàng văn như ý đắc thân ta tình vô nhau dây tiết bình danh chi chi cần số vân trời năm tân xỉu tháng tư ngày mùng sáu dương lịch 2021 các ban ngành đoàn thể các gia đình nhân dân các tín chủ con em xa gần kính cần văn sơ kính dân trời phật chư vị chứng giám mê thường ai văn sơ tuyên đọc dĩ chu sơ đối tình sứ dụng bằng mượn ngọn lửa trần phó nô hòa a di đà phật. Vừa rồi các quý thầy đã lên thỉnh phật thỉnh thánh cũng như thỉnh chư vị thành hoàng chư vị thần quan tại nơi đây như chư vị anh linh chư vị hương linh. Bây giờ phút này cũng thỉnh thầy bản tự sẽ tụng bát nhã và niệm phật. Còn đâu đại diện cho thôn cũng như là các quý vị động thổ sẽ vào trong khu thờ tôn chí tạng các ngài ở trong nhà văn hóa lễ cáo yết, sau đó là ra để làm thủ tục khởi công động thổ. Tiền thành bái tạ tham bái cung cung bái toàn thể chúng ta cho một tràng vỗ tay để chúc mừng cho lễ khởi công động thổ Đình Làng Cẩm Hoàn chúng ta được hoàn tất. Xin mời bác trưởng thôn Đình Làng Cẩm Hoàn xin hoan hỷ và cảm ơn công đức của quý thầy, các chư vị Phật tử cùng nhân dân địa phương về và dự lễ chứng kiến lễ động thổ khởi công khai móng xây dựng ngôi đình làng. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe quý thầy cùng các chư vị, các cùng bà con nhân dân. Này chúc mạnh khỏe, thân tâm an lạc, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Thấy cái nguyện vọng của hai giới các cụ nói riêng và toàn thể nhân dân con em thôn Cẩm Hoàn nói chung đang sinh sống ở tại địa phương cũng như ở các mọi miền trên tổ quốc, thì bao giờ cũng đất khách muôn trùng rộng lớn luôn nhỏ hẹp, quê nhà một góc nhớ mênh mang. Đấy, nên là đình chùa miếu mạo cây đa bến nước sân đình từ chưa xưa đến giờ nó là những cái nơi cơ sở tâm linh tín ngưỡng văn hóa của làng xã Việt Nam.
và điển hình là ngôi đình. Nó ngoài cái việc tâm linh, văn hóa ra thì nó mang một cái sắc thái thêm vào là cái xã hội và chính trị. Ngày xưa nó không có nhà văn hóa, cái gì cũng họp hành giải quyết hương ước nệ nàng luật của đất nước. Khi mà trên trung ương vua rồi hoặc là trên trung ương mà ban xuống là hoặc là thưởng phạt cái gì là toàn gia đình, ngoài cái việc thờ cúng. Thế thì bây giờ bắt đầu chế tài của thời đại mới, bây giờ mới có nhà văn hóa. Nhưng ngày xưa là cái gì cũng hoạt động ở đình hết, kể cả thưởng phạt ở ngoài đình hết. Thế thì ngôi đình nó mang cái yếu tố cộng đồng rất là lớn. Ngoài chùa miếu đền ra, ngôi đình mang tính chất cộng đồng rất là lớn. Thế thì hôm nay thể theo nguyện vọng của bà con nhân dân là được tự sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp chính quyền để nhân dân chúng ta khởi công xây dựng ngôi đình, dù to dù nhỏ. Như hôm nay trước mắt là nhà chùa cũng như thầy bản tự về dự ấy, là thấy bà con đều hoan hỉ đoàn kết, đấy là nhân hòa. Chúng ta lại được phù cho là thiên thời thôi. Có mưa thế này thì chắc là nhân dân là rất là mát mẻ và nhiều nông nhiều tài. Đấy. Thế thì bây giờ cái trước mắt bây giờ là thấy cái nhân hòa rồi, thiên thời rồi, địa lợi rồi, địa ở cái đất đai ở đây rất là thoáng đãng. Rồi cùng với quần thể nhà văn hóa. Đấy, rất là đủ ba cái yếu tố rồi. Thế bây giờ thì nhà chùa cũng rất mong rằng làm gì thì làm. Đấy. Cái yếu tố đoàn kết là cái quan trọng nhất. Đấy. Nên là các tầng lớp, các tổ chức, nhà chùa rất mong rằng đoàn kết đưa ra những chính kiến, thống nhất tư tưởng, đi đến hành động, xây dựng ngôi đình. Xây lên thì dễ, mà giữ lễ thì khó. Các cụ thường nói thôi. Đấy, bây giờ là đồng lòng nhất trí là xây đình lên rồi. Có thể là công trình có ở trên dưới 2 tỷ chẳng hạn, xây ngôi đình lên thờ cúng rồi. Như dễ giữ lễ làm sao? Giữ lễ là cái sự đoàn kết của nhân dân. Con em xa gần về hoan hỉ vui vẻ, cái đấy là cái giữ lễ. Chứ chúng ta sắm lễ to lễ đầy về đến đây ấy, mà xây xong cái ngôi đình nhân dân bất hòa, bất đoàn kết, thì chúng ta xây đình thì chả để làm gì. Thế nên là nhà chùa rất mong làm sao bà con hôm nay với tư cách cá nhân về đây cùng với thầy trụ trì để mong sao bà con đoàn kết, rồi trong quá trình xây dựng cũng như các bác đã phân bổ các ban, rồi cử ra những người công việc trách nhiệm để giám sát thi công cùng với thợ xây dựng cái cơ sở hạ tầng kiến trúc ngôi đình làm sao cho nó nguy nga tráng đẹp làm người. Đối với gia đình, đối với làng xã thì người có công, người có của, ngoài cái trách nhiệm đóng góp ra thì vận động con em xa gần đang hiện đang sinh sống, học tập, làm ăn ở các nơi mọi miền trên tổ quốc. Trong cái lúc này tác nhất thời, lưu vạn đại, làm một việc thì có một năm nay thôi, từ giờ đến cuối năm là khánh thành đấy, là chúng ta muốn công đức cũng hết cơ hội rồi. Đấy, hết cơ hội rồi. Ngoài cái vấn đề mà đóng góp ra, thầy cũng phụ trách một cái ngôi chùa trên Bắc Giang ấy, thì mỗi một hộ, đây là dân làng thôi, trong hương ước thôi, mỗi một hộ là đóng 3,5 triệu. Đấy, mỗi một hộ đóng 3,5 triệu để mà xây chùa, xây đình. Bờ nhà nào ấy mà trong cái thời hạn một năm chẳng hạn cho làm 3 đợt đóng, đấy là trách nhiệm của làng thôi, trong hương ước rồi, trong quy định rồi. Thì chúng ta cố gắng, không biết ở đây các cụ có bổ bán hay không, mà thấy bác trưởng thôn nào mà cũng thôi thì cũng có gia đình này như 1 triệu thôi, cố gắng
làm tròn trách nhiệm của mình từ nay đến cuối năm, đóng ngoài đóng góp ra trách nhiệm, bởi vì là trong quy định của các cụ ấy, cho đóng góp ấy, là để chúng ta có trách nhiệm với cái việc chung đinh ra đinh của cả nam thì phải trách nhiệm của toàn dân, đấy là cái trách nhiệm. Ngoài cái trách nhiệm đó ra thì chúng ta cố gắng mỗi nhà 1 triệu thì không thể đủ được, 1/10 thôi. Thế thì bây giờ chúng ta vận động con em hiện đang làm ăn công tác, người viên gạch, người viên ngói, người bao xi măng ít, nhưng mà nhiều người gọi cũng trở thành đại. Thế thì chúng ta cố gắng làm phúc nơi nào, cầu ao cũng bắt, làm ở chùa ở đình mình đây này, tăng làm đây này, tu đâu là tu đại gia này, tu ở làng mình này, trước đã. Còn chúng ta đi cũng đi lễ khắp nơi chùa làng bình làng để trả ra thì hồ cha không khóc, khóc đóng mối, các cụ nói răn dậy. Đi các nơi người ta chỉ là đi hành hương, xuống chùa tú đôi chỉ là hành hương, còn vẫn chùa ở đây và đình đây là phải cái gốc. Cha mẹ mình còn không hương khói được, không chăm sóc được, thì đi đối với cha mẹ người khác người ta cũng cười thôi, cần sao thì không vậy. Thế thì nhà chùa rất mong rằng các cụ vận động, các cụ là cái gốc này, vận động con em xa gần trong quá trình xây dựng đóng góp. Thầy cũng thấy chùa cũng đang xây dựng và đình là bắt đầu cũng đang xây dựng, ta tập trung vào để làm sao người có công, người có của ra để xây dựng đóng góp, xây dựng những ngôi đình làm sao cho nó kịp với tiến độ từ giờ đến cuối năm, chúng ta làm sao khánh thành để đưa vào tôn chí thờ phụng đình chùa tố hảo, già trẻ bình an. Đình chùa là cái hôn của một làng xã. Đình chùa mà động chạm, đình chùa là mùa nào mà không tố hảo, không trang nghiêm, không đến nơi đến chốn thì dân làng cũng động đậy, không thể thể tốt được. Cũng như thân của chúng ta và tâm của chúng ta, tâm an thì thân mới khỏe. Ở đây cụ nào ấy mà lúc nào buồn chán, mà phiền não, chán nản cái gì ấy, thì thân thân đấy cũng chỉ muốn nằm đấy thôi, không muốn, thậm chí nhiều người là muốn tự tử. Đấy. Nên là cái tâm có an thì thân mới khỏe. Đình với chùa có yên thì dân làng mới yên được. Đấy. Thế thì đó là cái ý nghĩa của tâm linh. Hôm nay về lễ cũng chúc mừng cho các ban ngành đoàn thể và hai giới các cụ và toàn thể nhân dân đã đoàn kết đi đến quyết tâm được sự cho phép của các cấp xây dựng ngôi đình. Hôm nay là buổi đầu khởi công động thổ, mưa thuận gió hòa, nhân dân thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này là rất là mừng rồi, mát mẻ rồi. Công việc của chúng ta, nhà chùa cũng tin rằng sớm thành hiện thực ở tại chỗ định xứ thửa đất nơi đây để xây được ngôi đình, để con cháu về hương khói hối bái cầu nguyện cho âm siêu dương thánh quốc thái dân an. Không biết nói gì hơn để thay mặt cho các quý thầy để xin chúc mừng và cũng cầu nguyện Phật thánh, chư vị thành hoàng, chư vị tôn thần, thần quan bản thổ tại nơi đây để gia hộ cho công trình của chúng ta được trong quá trình xây dựng được bình an tốt lành, phù hộ cho dân làng được âm siêu dương thánh quốc thái dân an. Xin chúc công trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật.